Vậy là iOS 17.0.2 tăng cường cho tất cả các phiên bản từ thế hệ iPhone XS trở về cho tới iPhone 15 Pro Max. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật vào cái phiên bản mới nhất và mình sẽ trải nghiệm xem cái iOS 17.0.2 có gì đặc biệt. Rồi khi mà update lên mình sẽ sử dụng khoảng hơn một ngày để mình sẽ trả lời về phần hiệu năng cũng như là tình trạng pin mà các bạn hay lo nhất ha. Và đây là mình đang tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất của iOS 17.0.2. Đến khi mà máy cập nhật xong và mình sẽ sử dụng xong là mình sẽ, quan trọng nhất là mình sẽ trả lời về phần pin cũng như hiệu năng cũng như là những phần fix lỗi của nó ha. Thì tất cả các dòng iPhone từ 10 dòng 15 series, từ 15, 15 Pro Max thì đều sử dụng cái phần mềm 17.0.2. Vậy tất cả các những phiên bản từ iPhone XS cho tới iPhone 14 Pro Max trở lên thì sử dụng nó như thế nào? Thì trong kênh review này mình cũng sẽ trả lời chi tiết cho mọi người hiểu rõ hơn ha. Bây giờ là 23:35 ngày 27 tháng 9 2023. Vậy là chính thức là mình sử dụng đâu đó khoảng hơn 24 tiếng đồng hồ. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ này thì có những cái trải nghiệm của mình về cái iOS phần mềm là 17.0.2 thì có những điều cải tiến như sau. Thứ nhất là về phần hiệu năng là nó cải thiện rất là nhiều và nó cũng vá lại một số những cái lỗi. Và đặc biệt cái điều mình thích nhất đó là cái lỗi về sóng đó các bạn. Đối với phiên bản là iOS 17.0 thì nó có một cái lỗi là nó sóng rất là yếu. Qua tới iOS 17.0.1 nó cũng hay cái bị tình trạng là lỗi mất sóng. Thì cái iOS 17.0.2 này thì mình sử dụng thì nó đã giảm bớt rất là nhiều về cái tình trạng là mất sóng. Và ngoài ra cái điều mà mình thích nhất là nó fix được cái lỗi là bị delay trễ trong cái độ mượt á, cũng như là nó delay nó trễ trong cái vấn đề là error, giống như là bữa hổm mình đi họp lớp, mình có quay rất là nhiều video cho cái lớp của mình luôn, kỷ niệm là 20 năm tụi mình ngày ra trường. Tụi mình tốt nghiệp năm 2002, 2003 thì bây giờ là 2023, là lớp mình vừa mới họp lớp xong là kỷ niệm 20 năm. Thì có quay video cũng như là chụp ảnh cho tất cả các bạn và đưa lên trên nhóm, cũng như là những cái bạn mà xài AirDrop iPhone với nhau á, thì nó bị treo máy, nó treo lắm. Ví dụ như mình gửi hình thì không sao, nhưng mình gửi cùng một lúc là vừa hình với vừa video thì nó treo rất là lâu luôn. Tuy nhiên thì hôm nay là update lên cái phiên bản 17.0.2 thì mình sử dụng qua những cái hệ thống của cái MacBook của mình, cái iPad của mình và cái iPhone của mình, thì cái tình trạng đó là nó fix là hoàn toàn luôn, nó không có bị treo. Cho nên những ai chưa có lên phiên bản iOS 17.0.2 thì các bạn tranh thủ lên càng sớm càng tốt nha. Và một điều nữa mình thích nữa đó là về pin. Các bạn cứ yên tâm đi, ví dụ như trừ có iPhone X và iPhone 8 Plus là nó không lên được iPhone, nó không lên được cái hệ điều hành làm iOS 17. Thì bây giờ những cái mà từ XS Max trở lên á, các bạn cứ lên thoải mái. Còn ví dụ như các bạn nào mà đắn đo sợ á, thì những cái bạn nào mà sợ thì các bạn coi lại thành phần pin của mình. Nếu mà pin của các bạn mà dưới 85% pin á thì các bạn đừng có lên. Còn pin của các bạn là trên 90% thì mình khuyên thật là các bạn cứ lên vô tư đi. Nó không có hao bao nhiêu tài nguyên hết, nó chỉ có vài trăm mê thôi. Từ iOS 17 cho đến 17.0.1 lên iOS 17.0.2 thì các bạn chỉ lên đúng có 5 phút, 5 đến 7 phút thôi. Tại vì nó chỉ có vài trăm mê thôi. Và cái phần fix cái lỗi này là Apple cũng nói rất là rõ, đó là fix lại cái phần truyền dữ liệu. Chính cái phần truyền dữ liệu này là vào kỷ niệm 20 năm ngày tụi mình ra trường, tụi mình quay video rất là nhiều trong cái hợp lớp, tại lớp mình 40 mấy người là có rất là nhiều hình ảnh, rất là nhiều video quay lại lúc mà tụi mình ăn uống, tụi mình giỡn với nhau, tụi mình nói chuyện với nhau, thì nó treo và bây giờ nó fix lại rồi. Mình cũng rất là vui khi là nó fix được cái lỗi này. Thì tại vì bữa giờ là cứ bữa hổm mà mình chụp hình đó các bạn, đưa lên nó hơi chậm, error nhau nó chậm á, chỉ hình thôi, hình là hình, video là video, rồi hình với video gom chung vô nó treo. Nhưng mà bây giờ là hình video gửi qua MacBook đi vi vu luôn các bạn, đi vu vu luôn, qua nhanh lắm. Và nếu mà error thì các bạn nên là để những cái máy song song đúng chiều với nhau nha, cho nó khít lại, đừng có để tạo độ hở. Và có một điều nữa là mình rất là thích trên cái OS
iOS 17.0.2 này, đó là về cái khắc phục về cái sóng điện thoại. Những em mà cái sóng điện thoại mà nó chập chờn thì các bạn nên tranh thủ lên lên liền nha. iOS 17 rất dễ bị mất sóng nha, cực kỳ dễ mất sóng. Ví dụ như các bạn mà ở thành phố không sao, nhà mà mấy bạn mà ở chung cư hay là các bạn ở dưới hầm nhà xe là bị mất sóng kinh khủng luôn. Rồi một điều nữa là về iOS 17 nè, là mình khuyên thật, nếu mà các bạn nói mà trong thời gian đầu mà 24 tiếng đầu tiên các bạn xài mà các bạn sợ hao pin, thì các bạn cứ để cho máy của các bạn nó tập làm quen với hệ điều hành từ 3 đến 4 tiếng. Sau 3 đến 4 tiếng mình cam đoan khẳng định với các bạn là xài rất bình thường. Còn nếu các bạn sợ mà không xài không bình thường á, các bạn bấm phím tăng một cái, phím giảm một cái, rồi các bạn giữ phím nguồn, đợi máy nó tắt máy khoảng là đợi cái máy nó tắt máy khoảng 3 phút làm ơn đợi giùm mình 3 phút. Sau 3 phút các bạn hãy khởi động lại thì máy nó sẽ reset và trơn tru lại. Tất cả các hiệu năng cũng chạy rất mượt, tất cả các thời lượng pin mình khẳng định luôn, cải thiện pin luôn. iOS 17.0.2 này, nếu như iPhone là từ dòng 12 trở về cho tới 15 là nó có thể là cải thiện về hiệu năng nha. Nhưng mà những cái dòng iPhone mà từ XS Max cho tới iPhone 10 dòng 11 thì chắc có lẽ là pin nó xài đúng theo nó thì chứ nó không có cải thiện pin. Nhưng mà theo như mình biết, iPhone từ dòng 12 trở tới dòng 15, 12, 13, 14, 15 thì pin nó có thể kéo dài ra. Nếu như các bạn mà sử dụng những cái tác vụ mà đừng có nặng nhiều á, thì có thể nó sẽ kéo dài cái phần hiệu năng của các bạn nữa, và nó đã phần nào fix lỗi. Còn các bạn đừng có bao giờ nói là mỗi một lần là lên là hao pin rồi ISS mới nó ra nó sẽ bớt hiệu năng, đừng sợ vấn đề đó. Phần mềm viết ra là để cho cái máy nó sử dụng trơn tru hơn, và tất cả các ứng dụng nó cũng phải phù hợp với lại cái hệ điều hành, cho nên là các bạn đừng sợ. Còn nếu mà các bạn cẩn thận nữa ha, mình khuyên thật, thì trước khi các bạn update phần mềm á, các bạn nên là tháo hết mấy ứng dụng chạy nền, các bạn tháo hết mấy ứng dụng chạy nền hết, các bạn tắt nguồn, sau đó các bạn mở nguồn, các bạn download cái phần mềm cho nó, download nó cho cái máy nó chạy nguyên cái hệ điều hành ổn định. Khi máy nó chạy ổn định, khi các bạn download phần mềm rồi, các bạn để cái máy của các bạn ở hiện trạng là mới download phần mềm về, các bạn để khoảng 4 tiếng đến 3 tiếng cho cái máy nó, cho cái hệ điều hành và cái máy nó tập làm quen với nhau. Rồi nếu các bạn sợ cái hệ điều hành nó xung đột thì các bạn nhấn phím tăng âm thanh, giảm âm thanh, rồi các bạn giữ phím nguồn, tắt nguồn tầm khoảng 3 phút các bạn khởi động lại. Nếu như máy nào hao pin, mình đền cho tất cả các bạn. Hứa với các bạn luôn, điều này Apple không công bố, nhưng mà những cái tiệm mà bán iPhone từ Thế Giới Di Động, FPT, người ta chỉ những cái mẹo này. Khi các bạn mà nói mà cái máy mà chạy chậm đồ, người ta nói để người ta reset lại, hoặc là mấy cái tiệm mà chuyên bán mà cái app chuyên bán mà giống như là dòng sản phẩm từ iPad, iPhone bán dòng của Apple thì người ta cũng làm y như vậy thôi. Thì cái kênh review đến đây thì cũng xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả các bạn bỏ thời gian ra xem kênh review của mình. Các bạn cứ lên iOS 17.0.2 đi nha, xài tuyệt vời lắm. Mình không có tiền, mình mua dòng iPhone 15 series, giống như 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, thì các bạn cứ lên iOS 17.0.2 để các bạn hưởng cái hệ điều hành, cũng như là các bạn tận hưởng cái cảm giác giống như là mình đang sử dụng dòng 15 series. Thật á, tại vì cái hệ điều hành của 17 nó sẽ có đôi chút thay đổi khác so với lại iPhone dòng của iOS 15, 16. Và đặc biệt là cái phần AirDrop, trời ơi, chuyển nhanh cực kỳ luôn. 17.0 chuyển còn trục chặt các file, nóng máy luôn. Riêng iOS 17.0.2 đúng nó chỉ fix rất nhỏ, nhưng về cái phần AirDrop, những em mà hay chụp ảnh hay gửi video phải không, thì bây giờ cái AirDrop nó giải quyết được vấn đề đó, độ trễ rất thấp và hiệu năng của pin cũng cao hơn. Và thôi, bây giờ cũng 12 giờ khuya rồi, đi ngủ. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon, bình an bên gia đình. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.